Chương 54 Kỹ thuật ưu thế Thượng Hồng Vũ tức cười Nhưng bỗng nhiên trong lúc đối với Hoàng Thiên Tú Có rất lớn nhận đồng cảm Không vì cái gì khác Hắn có ca ca cũng có muội muội Hắn biết mình có giống như Hoàng Thiên Tú giống nhau Vì bảo vệ mình huynh muội Có thể làm ra bất cứ chuyện gì tới Hắn trầm ngâm chốc lát Hỏi Còn đánh nghe được khác sao Cùng Phạm văn Thành có liên quan Không có Người nơi này phòng bị rất nặng, ta xài bạc cũng chỉ đã hỏi tới những thứ này. Về phần rốt cuộc có người nào đối với Hoàng Thiên Tú thèm thuồng, bọn họ tự hồ có điều cố kỵ, nói gì cũng không chịu nói. Hồng Phủ cười nhẹ, loại này phản ứng đã rất có thể nói rõ vấn đề, nhất định là bổn địa ác bá ngang ngược mới có thể để cho bọn họ ở bà trước mặt cũng không dám mở miệng. Tô Tam phổ ó, không tệ, mình tại sao sẽ không nghĩ đến đâu? Hồng Vũ khoát tay chặn lại. Đi xuống đi, nói cho mọi người, buổi tối cẩn thận đề phòng. Sáng mai, chúng ta đi tìm Hoàng Thiên Lan, lần này đem lời cùng các nàng nói rõ. Phạm Văn Thành cùng An Dĩ Nhân kế hoạch thật ra thì rất đơn giản. Bọn họ biết Hoàng Thiên Tú là một cái dạng gì nữ nhân, cũng biết Hoàng Thiên Lan là một cái dạng gì tùy sát. An Dĩ Nhân ban đầu ở cửa thành trên lầu, xa xa một cái, tự nhìn ra hồng vũ bên cạnh, cô gái cát tùy sắc, hơn nữa hết sức thanh thuần. Hiển nhiên, vũ thiếu gia thì thích như vậy cô gái. Hơn nữa, sau hắn thiếu chúng nữa giết bà Trầm Hương, càng làm cho An Dĩ Nhân xác định phán đoán của mình. Cho nên, An Dĩ Nhân cảm thấy Hồng Vũ chỉ cần thấy Hoàng Thiên Lan, nhất định sẽ không buông tay. Hoàng Thiên Tú lại là như vậy cô gái. Nếu như nàng nữa làm ra tới vừa ra lõa lồ, thân bức lui trẻ hư, tiếng mục, hồng vũ còn có rất sao thể diện ở lại quảng dương quận vũ đô lớn nhỏ cửa tốn nhất mặt mũi đã mất lớn như vậy một người hồng vũ nhất định sẽ lập tức trở về vũ đô cả đời có thể cũng không nguyện ý tới quảng dương quận liễu cũng không sẽ đưa tới hồng vũ ghi hận cũng có thể để cho hắn lập tức đi ngay an Dĩ nhân đối với mình kế hoạch rất hài lòng hai người lúc này ở cùng nhau uống rượu phạm văn thành hơi có chút lo lắng Hoàng gia huynh đệ hội sẽ không hư chuyện. An dĩ nhân cười nhẹ. Hoàng thiên kha một ít giúp phế vật. Lấy cái gì đi hư phụ thiếu gia, hảo sự. Phạm Văn Thành vừa nghĩ cũng là hoàng gia huynh đệ là một làm thổ hoàng đế có thể tiến hành. Về điểm này, không quan trọng thực lực ở hồng vũ trước mặt, không chịu nổi một kích. Thiếu gia, chính là chỗ này một cái khách sạn, bọn họ đều ở bên trong. Hoàng thiên viễn xem một chút khách sạn, hừ một tiếng, rất có tiền, hơn 100 người tất cả đều ở chỗ. Hắn phớt phới tay, một gã thủ hạ đi tới. Nhị gia, cũng chuẩn bị thỏa rồi. Thủ hạ gật đầu, hết thảy dựa theo người phân phó chuẩn bị xong. Hắn do dự một chút, lại nói, Nhị gia, có phải hay không muốn cùng đại gia bên kia nói một tiếng? Những người này thoạt nhìn có chút lai lịch. Ba, một bàn tài hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Hoàng thiên viễn hung ác nói, Ngư trong mắt chỉ có đại ca, lời của ta không dùng được đúng không? Tiểu nhân không dám, không dám tự cho ta hảo hảo làm việc. Dạ. Thủ hạ ủy khuất đi đến liễu, hoàng thiên viễn triệu người bên cạnh vung tay lên. Cũng che mặt thượng, mặc dù nơi này là chúng ta địa bàn, nhưng là cũng đừng lưu lại quá rõ ràng, căn cứ chính xác theo. Nơi này đích xác là hoàng gia hôn đệ địa bàn, mà hoàng gia hôn đệ trong tay không, nhất thiếu đồ chính là dược liệu. Những năm này, hoàng gia dựa vào linh dược ưu thế, cũng chiêu dụ liễu một chút cấp bậc thấp đan sư, rất là làm ra tới vài loại nham hiểm dược vật, không lo tán chính là một người trong đó. Đây là một loại dược hiệu rất mạnh bí thú. Hoàng gia huynh đệ dùng loại này thú mê cho một chút, cũng không có đếm chuyện xấu, mà trải qua bọn họ thí nghiệm, coi như là tứ phẩm thông pháp điên phong cường giả, chúng không lo tán, cũng sẽ hoàn toàn hôn mê ở xích kim xuyên, loại này thăm sơn cùng cốc, một vị tứ phẩm thông pháp đỉnh, đó chính là không thể chiến thắng tồn tại. Hoàng gia hao tốn vô số khí lực, cũng chỉ mời làm việc đến một vị tứ phẩm thông pháp, trung kỳ, có này một vị trấn giữ. Hoàng gia ở xích kim xuyên, bá chủ địa vị, không người dám khiêu chiến. Cái gọi là ít ngồi đáy giếng, cũng chính là hoàng gia huynh đệ, người như thế liễu, bọn họ cho là tứ phẩm thông pháp đã phi thường cường đại liễu. Tứ phẩm trở lên, bọn họ chưa từng thấy. Cho dù là có một vị tam phẩm hiền thánh đứng ở trước mặt, không buông thả khí thế của mình, bọn họ cũng nhìn chưa ra. Người không biết không sợ, hoàng thiên viễn ở xích kim xuyên, hoành hành ngang ngược thói quen, căn bản khinh thường cùng đi điều tra hồng vũ thân phận, liền quyết định hạ thủ liễu không lo tán đã bị hắn nói trước an bài, nhân hạ đến hồng vũ cơm của bọn hắn trong thức ăn. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm, cũng nên lên hiệu liễu. Trong khách sạn, từ từ an tĩnh lại, nói vậy tất cả mọi người ngủ chính. Hoàng thiên viễn lộ ra một cổ quái mỉm cười, vung tay lên dẫn người vọt đi vào. Hồng vũ bên cạnh mấy cái nữ nhân, nhưng hắn là xa xa xem mấy lần. So với Hoàng thiên lan, cũng là không kém chút nào. Hoàng Thiên Lan có thể giữ lại từ từ hưởng dụng. Về phần này mấy nữ nhân tử, hát hát, khuya hôm nay, nhị gia là có thể khai trai liễu. Hoàng Thiên Viễn khuya hôm nay đến 300 người, đối phó hơn 100 chúng không lo, tán người thật sự có chút, hưng sư động chúng. Hoàng Thiên Viễn bản thân ở trong đội ngũ, người phía trước tiến vào như cũ lặng yên, không một tiếng động. Hoàng Thiên Viễn hài lòng gật đầu, thủ hạ tiến triển, lại sau khi đi vào, còn có thể duy trì loại này kỷ luật, đợi đến hắn đi vào thời điểm mới hoàn toàn há hóng mồm, khách sạn trong sân, nằm trên đất người, tất cả đều che mặt, là của hắn thuộc hạ. Đang ở hắn ngạc nhiên trong lúc, bên cạnh phá thông phá thông, liên tiếp muộn hưởng, nửa vời nhìn, đi theo mình tiến vào kia hơn 20 tu vi cao nhất, vũ kỵ tốt nhất, thủ hạ tất cả cũng vô thành vô tức té xuống. Chỉ còn lại có một mình hắn còn đứng. Hoàng thiên viễn một trận ác hàng, xoay người sẽ phải chạy trốn. Nhưng là sau óc bị nặng nề một kích, hoàn toàn ngất đi. Mà sau đó xong tới người, kết quả cùng hoàng thiên viễn giống nhau. Tất cả đều bị đánh bất tỉnh trên mặt đất. Hơn 300 người té ở trong khách sạn trong viện, lộ ra vẻ hết sức chật chội, đều nhanh xếp là hán liễu. Tô Tam cùng Trang Trạch thương lượng, xử lý thế nào đây những người này? Trang Trạch ngay thẳng nói, toàn bộ giết chết. Tô Tam một run run, ngươi người này sát khí quá nặng. Trang Trạch xem hắn, nói rất chân thành, ngươi không rõ, giết người cũng là một môn thủ nghệ, các ngươi ở nơi này phương diện kém đến rất nhiều, ta lúc trước xem các ngươi quả thật có loại thê thảm không nở nhìn cảm giác, rõ ràng có thể dễ dàng cho rụng người, các người phá ngân lực ít nhất năm thành, rõ ràng có thể một đao giải quyết người. Các người có đôi khi có dùng hai đao, như vậy không tốt. Đầu tiên, đây là đối với người chế tàn nhẫn, thủ pháp của người không cho lãi rồng rơi. Nếu muốn giết người, vậy hãy để cho hắn thống khoái đi đến sau, cần gì nhiều hơn nữa một chút hành hạ. Tiếp theo, đối với tự thân lực lượng là thật lớn lãng phí, chúng ta chiếm cứ ưu thế, thời điểm còn biểu hiện không ra. Nhưng là nếu như lâm vào khổ chiến, mỗi một ti thể lực cũng là rất trân quý. Như vậy lãng phí quả thật chính là tự chui đầu vào rọ. Ngươi nhìn, nơi này có hơn 300 người, sống sờ sờ. Vừa lúc ta nhưng lấy chỉ điểm một chút, các ngươi kỹ thuật giết người đúng dịp. Ngươi nhìn chúng ta lấy người này làm thí dụ. Thân hình của hắn so với bình thường người cao lớn, cho nên một chút trí mạng chỗ sẽ có sợ thành kiến bất quá chỉ cần có kinh nghiệm vẫn có thể đủ liếc thấy đi ra ngoài chân chính mấu chốt ở nơi đâu từ nơi này đi xuống chỉ cần một thật rất nhỏ vết thương là có thể để cho hắn lập tức khí tuyệt bỏ mình hoàng thiên viễn đã dằn dặt tỉnh lại vừa vặn nghe được trang trạch vô cùng trịnh trọng như vậy một phen nhất thời bị làm cho sợ đến vừa ngất đi tô tàm cũng là một trận mồ hôi lạnh chúng ta hay là bẩm báo một chút, thiếu gia nữ quyết định xử lý thế nào đây sao? Điểm này chuyện nhỏ còn dùng được quấy rầy thiếu gia. Chúng ta ngay cả thân thuốc, cùng dần thuốc đều không cần kinh động. Ngươi yên tâm, đối với giết người kỹ thuật, coi như là thân thuốc cùng dần thuốc cũng so ra kém ta. Tô ta mồ hôi đầm đìa, cũng tới đây, đem những này người tất cả đều treo ngược ở bên ngoài khách sạn. Trang trạch tiếc núi thở dài, người nhất định sẽ hối hận. Tô Tam trong lòng tự nhủ, không học giết người kỹ thuật sẽ hối hận, vậy hãy để cho ta nghĩa vô phản cố hối hận sao? Khách sạn người âm thầm kêu khổ, nhưng là đối mặt với hung hãn hạng người cũng không dám nói gì, chỉ có thể mặc cho bọn họ đem hoàng thiên viễn một đám người động ở từ ngoài thượng, hơn 300 người chi chít giống như hang chỗ sau biên bức giống nhau, tất cả đều cũng treo lên, hừng sáng thời điểm, nơi này thành xích kim xuyên một đạo quan cảnh. Không lo tán dĩ nhiên không thể nào mê đảo Hồng Vũ. Một quả giải độc đàn hóa mở ra nước, mọi người phân ra uống cũng chưa có bất kỳ vấn đề gì. Hoàng gia chiêu dụ cái kia, chút ít của một đan sư, tài nghệ cùng Hồng Vũ sai thật sự quá xa liễu. Hồng Vũ sáng sớm đứng lên đối với Tô Tam, cùng trang trạch xử lý rất hài lòng. Loại chuyện nhỏ nhặt này tình, sau này cứ như vậy, mình xử lý tốt liễu, không nên quấy rầy thiếu gia ta. Hoàng Thiên Kha quát lên như sấm, nhà mình huynh đệ lúc nào bị người như vậy khi dễ quá. Hắn chiếm được tin tức sâu gầm lên giận dữ. Hoàn toàn đâu, mang theo người lập tức đi theo ta. Vừa có người trả lời, đại gia, hoàn toàn bọn họ tối hôm qua, thượng cùng nhị gia cùng đi. Hoàn toàn chính là bị Hoàng Thiên Viễn quạt một bạc tai cái kia dưới tay hắn có 19 huynh đệ, tính cả chính hắn 20 người, chính là hoàng gia mạnh nhất, một nhóm gia tướng, chia đều cấp bậc ở ngũ phẩm nguyên định lúc đầu. Như vậy, một đám người lại cũng bị không người nào thanh không phát ra, hơi thở cho đánh bất tỉnh. Hoàng Thiên Kha một cái giật mình tỉnh ngồi lại, lần này lão nhị đắc tội có thể không phải là nhân vật đơn giản. Hắn đã nắm tới một gã thủ hạ, những người đó rút cuộc cái gì lai lịch, đã điều tra xong chưa? Đang tra, bọn họ ngày hôm qua tới lúc chúng ta cũng không còn làm chuyện, cho nên phế vật. Hắn một tay lấy thủ hạ bỏ qua, đi mời Triệu Tiên Sinh, xin hắn theo ta đi một chuyến. Triệu Tiên Sinh chính là hoàng gia trấn giữ cao thủ, tứ phẩm thông pháp trung kỳ, chiếm được tin tức sau lập tức chạy tới. Hoàng Thiên Kha đem tình huống nói với hắn liễu, Triệu Tiên Sinh nhất thời lộ ra vẻ do dự. Đại gia, thứ cho ta nói thẳng sợ rằng lần này chúng ta tài liễu hoàng thiên kha trong lòng cuối cùng một đường hy vọng tan biến liễu kia triệu tiên sinh nhìn chúng ta phải làm gì hoàn toàn thực lực của bọn họ chúng ta cũng biết coi như là ta cũng không thể có thể vô thanh vô tức đem bọn họ tất cả đều để cũng ta đoán chừng đối phương có ít nhất hai vị tứ phẩm thông pháp cụ thể là người cảnh giới còn không hảo thuyết chúng ta đi hay là trước nghĩ biện pháp đem nhị gia cứu ra những thứ khác sau này hãy nói hoàng thiên kha cũng hiểu sau này hãy nói ý tứ chính là sau này không hề nữa nói liễu hoàng gia có thể xin đến triệu tiên sinh một người đã là vận khí không thể nào sẽ tìm đến một người khác tứ phẩm thông pháp người ta bên kia có hai vị triệu tiên sinh không thể nào xóa hồ đồ đi đến liều mạng Hoàng Thiên Kha trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, hắn không cam lòng. Đúng là, địch nhân rất cường đại, nhưng là hắn đã làm quen thổ hoàng đế. Hoàng gia lần này, nếu là phục nhuyễn thối lui, sau này ở xích kim xuyên, còn thế nào có thể nói một không hai? Làm sao kinh sợ những thứ kia, muốn đem tay đưa vào xích kim xuyên, cướp lấy ích lợi địa phương ngang ngược. Hắn âm thầm cười lạnh, triệu tiên sinh là người ngoại còn không biết chúng ta hoàng gia chân chính, lá bài tẩy có thể sừng bá xích kim xuyên mấy chục năm, há lại bình thường. Tốt, tụ theo tiên sinh, chúng ta đi trước xem một chút. Chương 54, kỹ thuật ưu thế hạ. Hoàng Thiên Tú hưng phấn cực kỳ, nàng sáng sớm đi ra ngoài mua thức ăn, nghe nói Hoàng Thiên Viễn xảy ra sự tình rồi, lập tức chạy tới xem, đợi nàng chứng kiến cái kia đồ sộ một màn về sau, lập tức xong về đến liền cùng mụi mụi báo tin vui. Tiểu mụi, thật tốt quá, thật tốt quá. Lúc này đây chỉ sợ thật sự có người có thể đánh ốm hoàng gia rồi. Hoàng Thiên Lan rất điềm đạm nho nhã, mỉm cười hỏi. Sự tình gì đem ngươi cao hứng thành cái dạng này? Ta đã nói với ngươi, Hoàng Thiên Viện cái kia hỗn đảng, bị người đánh bất tỉnh lấy hết quần áo, ngược lại treo ở đường cái bên trên. Đúng vậy, lấy hết quần áo đây là phải trình tự. Ta đã nói với ngươi, hoàng thiên viện cái kia hỗn đảng phía dưới cái kia biểu diễn. Tiểu nhân buồn cười, liền cái kia chút vốn gốc, còn cưới nhiều như vậy lão bà, không thỏa mãn được các nàng, khẳng định trộm người. Hoàng thiên lan đối với tài tỷ tỷ khẩu không có ngăn cản, đã thành thói quen, hơi có chút xấu hổ phung nói. Tỷ, ngươi còn quản người khác làm gì, tranh thủ thời gian cho ta tìm tỷ phu mới được là chính sự. Hoàng Thiên Tú không có tim không có phổi cười to, tỷ tỷ người ta so nam nhân còn mạnh hơn hung hãn, ai dám muốn ta. Hoàng Thiên Tú dắt lấy muội muội, đi cùng đi xem náo nhiệt. Hoàng Thiên Tú nghĩ đến những người kia đều bị bới ra cởi hết quần áo. Ta không đi. Hoàng Thiên Kha đoán chừng lúc này đã đến, chúng ta nhìn xem cái này đầu cường long đến cùng có thể hay không áp qua rắn rít địa phương hoàng thiên lang do dự một chút mới bị tị tị túm đi nha toàn bộ xích kim xuyên đã sôi trào đã nhiều năm như vậy hoàng gia lúc nào ném qua lớn như vậy người hồng phủ chỗ ở khách đứng bên ngoài đã đầy ấp người thậm chí so xích kim xuyên dược liệu phiên chợ còn muốn náo nhiệt mỗi người đều duỗi dài cổ muốn xem chứng kiến đáy ngọn nguồn hoàng gia giải quyết như thế nào chuyện này đối với ở đây xích kim xuyên nhất ngôn cửu đỉnh hoàng thiên kha nhị đệ hoàng thiên viễn chính là tên bại hoại cặn bã ăn uống chơi gái đánh bạc ngủ độc đều đủ chuyện xấu làm không ít bởi vậy xích kim xuyên phần lớn người vẫn là nhìn có chốn hả hê đấy có điều với tư cách người địa phương bọn họ cũng nhìn không tốt trong khách sạn cái kia một đầu cường long cái này đều đã bao nhiêu năm hoàng gia huynh đệ bị khiêu khích cũng không phải lần một lần hai rồi. Đã từng có một lần vẫn là đến từ nghiễm dương thành lão gia. Nghe nói ở đây toàn bộ quản dương quận đều có thể đứng vào top 10 đấy. Kết quả nhỉ? Cuối cùng còn không phải xám xịt lui ra ngoài. Cái này, xích kim xuyên vẫn luôn là hoàng gia đích thiên hạ. Hoàng thiên tú cực kỳ bưu hãn Một đến nơi này liền hứng bên trong lách vào. Mở ra mở ra, đều cho lão nương mở ra. Tránh xa một chút cá ngươi, ai thối móng vuốt dám hướng mùi mụi ta trên người đụng, lão nương sẽ đem nó chặt xuống hầm cá thủy, ngủ vị hương móng heo. Người chung quanh mà kẻ nam nữ tranh thủ thời gian né tránh. Hoàng Thiên Tú lôi kéo mùi mụi... không có phí bao nhiêu lực tức giận, liền chen đến phía trước. Đã đến, Hoàng Đại Gia đã đến, xa xa có người hô một tiếng, chỉ thấy Hoàng Thiên Kha ở đây, triệu tiên sinh cùng đi xuống, mang theo 200 danh thủ hạ đại quy mô mà đến. Hoàng Thiên Kha một thân võ sĩ bào, người mặc áo khoác, long hành hổi bộ sát khí bốn phía, thật có chút kiêu hùng bộ dáng. Vây xem mọi người không không hầm mộ, lúc nào mình có thể lăn lộn đến hoàng đại gia tình trạng này, bên cạnh sẽ có người đã kính hắn, đừng có nằm mộng, bây giờ còn là ban ngày. Hoàng Thiên Kha ở đây ngoài khách sạn ngừng một chút ngẩng đầu nhìn xem chính mình đệ đệ cùng thủ hạ tức giận trong lòng trở mình xong tới chung quanh ánh mắt của người càng làm cho hắn không thể lùi bước những người này sử dụng một loại kính ngưỡng ánh mắt nhìn hắn vì cái gì bởi vì hắn là xích kim xuyên vương chính là nếu như hôm nay đi vào hắn nhận sai chiều thua mới có thể đem đệ đệ đổi về ra như vậy từ nay về sau hoàng gia ở đây xích kim xuyên liền mặt quét rác những cái này tự đáy lòng kính nể hắn sợ hãi người của hắn cũng sẽ ở trong nội tâm khinh bị hắn loại này hư vinh chi tâm lại để cho hoàng thiên kha kiên định quyết tâm bất kể một cái giá lớn cũng muốn vận dụng cái kia kiện đồ vật hắn hít sau một hơi ngẩng đầu mà bước đi vào thỉnh cầu thông báo một tiếng hoàng thiên kha cầu kiến Trang Trạch canh giữ ở cửa ra vào, những mày, Hoàng Thiên Kha là ai? Hoàng Thiên Kha trên mặt có chút ít nhịn không được rồi, chính mình ở đây, xích kim xuyên đại đại hữu danh, ngươi làm sao có thể không biết? Hỏi như vậy không phải đánh mặt của ta sao? Nhưng trên thực tế, Trang Trạch thật sự không biết. Hồng Vũ không có đem một cái nho nhỏ xích kim xuyên để vào mắt, dưới tay hắn, những người này cũng không có cảm thấy xích kim xuyên loại địa phương này có ai là cần bọn họ nhớ kỹ danh tự đấy mà bọn họ về xích kim xuyên sở hữu tất cả tư liệu đều đến từ chính ngày hôm qua tô tam dùng tiền theo nhân viên cửa tiệm trong miệng lấy được tin tức nhân viên cửa tiệm không dám nói hoàng gia huynh đệ thậm chí liền danh tự đều không có đề cập qua tô tam cũng không biết hoàng thiên kha chớ nói chi là trang trạch rồi hắn đè nặng cố gắng nhất định phải nhìn thấy đối phương chủ tử. Bên ngoài treo những người kia đều là dưới tay của ta. Trang trạch trong mắt tức giận bay lên, một bên đưa qua đến một tay đè lại hắn. Tô Tam thanh âm ở đây, vang lên bên tai. Thiếu gia lại để cho bọn họ đi vào. Hoàng Thiên Kha hung hăng trừng trang trạch liếc từ một bên chính mình tiến vào mà hắn không có chú ý tới. Từ khi sau khi đi vào, phía sau hắn triệu tiên sinh tự như một cái trong gió lạnh, chim cút một loại, lẫy bảy phát rung, coi lại thành một đoàn, hoàn toàn không có một điểm, cao thủ phong độ. Triệu tiên sinh tiến đến liền lại càng hoảng sợ, tam phẩm hiện thánh, tam phẩm hiện thánh, rõ ràng chỉ là canh cổng hay sao? Hoàng gia lần này đến cùng, đã tội người nào đây, không phải muốn chết sao? Hoàng thiên viện cái kia ngu xuẩn, lần lượt gây tai họa, lần này rút cục trêu chọc phải một cái căn bản, không thể xúc phạm tồn tại. Hắn rất muốn nhắc nhở Hoàng Thiên Kha một tiếng, nhưng là không có cơ hội. Hắn nhìn xem Hoàng Thiên Kha ở phía trước, cùng vị kia tam phẩm hiện thắng cảnh giới siêu cấp cường giả, tức giận đối thoại. Trái tim đều già tóc gấp bội, đây là tìm đường chết. Rút cục tiếng vào, Triệu Tiên Sinh thở dài mộng hơi, chỉ sợ là bởi vì vị kia, Tam phẩm hiện thánh chủ nhân không nói gì. Nếu không, mình lưỡng người nào có mạng ở đây. Hồng Vũ ngồi ở trong trung ương, quanh thân 18 võ cơ phục thị. Quang lăng tay đè chui đào đứng ở một bên, mà thần thúc cùng dần thúc cùng Hồng Vũ ngồi. Cái này trận chiến, Hoàng Thiên Kha nhìn không ra cái gì huyền diệu rồi. Chỉ là cảm thấy cái này, ăn chơi thiếu gia, thấy mình rõ ràng lại để cho nhiều như vậy nữ nhân cùng căn bản không có đem mình để vào mắt, thật sự đáng giận cực kỳ. Hắn nhưng lại không biết, dùng hắn sức nặng, hoàn toàn chính xác không đủ vũ thiếu gia để vào mắt. Mà phía sau, triệu tiên sinh thiếu chúng nữa, Co quắp trên mặt đất, hai vị nhị phẩm khai thần. Nàng kia đã là tam phẩm hiện thánh đỉnh phong, hơn nữa khí tức cô động, chắc hẳn không bao lâu nữa. Thế nhưng, đột phá nhị phẩm khai thần, loại thực lực này, coi như là ở đây vũ đô thành thế nhưng xưng bá một phương như thế nào sẽ chạy đến xích kim xuyên cái này địa phương nhỏ bé đến hắn nhìn nhìn phía trước hoàng thiên kha biết rõ hoàng gia đã xong chính mình nghĩ biện pháp nhắc nhở hoàng thiên kha một tiếng hy vọng có thể lại để cho hắn bảo trụ một đầu tánh mạng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi hoàng thiên kha bước nhanh đến phía trước hướng hồng vũ ôm quyền thi lễ không kiêu ngạo, không xỉm nịnh nói. Xích Kim Xuyên Hoàng Thiên Kha ra mắt công tử. Hồng Vũ vốn ý định hôm nay đi gặp Hoàng Thiên Lan tỉ muội đem sự tình nói rõ ràng, lại bởi vì chuyện này làm trễ nải, tâm tình có chút không tốt. Hắn thản nhiên nhìn Hoàng Thiên Kha liếc, có chuyện nói mau. Hoàng Thiên Kha lửa giận trong lòng, càng thêm điên cuồng. Hắn chỉ là ngũ phẩm nguyên định sơ kỳ, cảnh giới sao Hồng Vũ còn kém căn bản nhìn không ra chung quanh nơi này đứng đấy đều là người nào hồng vũ loại này ngạo mạn thái độ lại để cho hắn càng thêm không thể dễ dàng tha thứ hắn đè mạnh lửa giận có chút khẽ khơm người tiến lên một bước là như thế này đấy công tử đã đến gần hồng vũ về sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt tất cả đều là ngoan lệ người cái này vô tri tiểu nhi đi chết đi trong tay của hắn nhanh chóng ném ra một khỏa tất cả đều lớn nhỏ đồ vật cùng lúc đó hắn bản thân nhanh chóng lui lại triệu tiên sinh ở phía sau chấn động hoàng thiên kha người cái này là muốn chết hắn vốn là còn muốn nhắc nhở hoàng thiên kha một câu cứu hắn một mạng nhưng là hoàng thiên kha rõ ràng to gan lớn mật muốn ám toán vị công tử này bên kia chính là có hai vị nhi phẩm khai thần hộ vệ mặc kệ hoàng thiên kha có thủ đoạn gì cũng sẽ không hữu dụng đấy, mà hắn rất nhanh hiểu được Hoàng Thiên Kha hành động này sẽ hại chết chính mình, Triệu Tiên Sinh giận tím mặt, người cái ngu xuẩn, hắn lập tức động thủ, không lưu tình chúng nào, một bả giữ ở Hoàng Thiên Kha cổ. Hoàng Thiên Kha vốn là cho mình có thể xông ra khỏi phòng, lại thật không ngờ bị người cho trảo trụ lại, lại xem xét trảo trụ lại người của mình lại là Triệu Tiên Sinh, cũng là chấn động. Triệu tiên sinh ngươi làm gì? Đi mau và kia coi như là tam phẩm hiền thánh, cũng ngăn cản không nổi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu tiên sinh trong nội tâm, cảm nhận được một hồi bi ai, hoàn toàn chính xác. Ở đây hoàng thiên kha trong mắt, tam phẩm hiện thánh đã là như thần tồn tại. Liền tam phẩm tiên sinh, đều ngăn cản không nổi đồ vật. Cái kia nhất định là mọi việc đều thuận lợi. Triệu tiên sinh đã không muốn nói cái gì nữa rồi, hắn bắt được Hoàng Thiên Kha, nhàn nhạt nói ra, chính ngươi nhìn. Hoàng Thiên Kha thật sự thật bất ngờ, Triệu Tiên Sinh là cái rất giản nghĩa khiến người. Hoàng gia thực lực vốn là không đủ để thỉnh đến một người, tứ phẩm thông pháp trung kỳ đấy. Nhưng là năm đó, Triệu Tiên Sinh bị thương, nhu cầu cấp bán một mặt trận trân quý dược liệu chữa thương. Hoàng gia cho hắn loại dược liệu này, hơn nữa xu không thu. Triệu Tiên Sinh sau khi thương thế lành, liền chủ động tới hoàng gia báo ân. Những năm gần đây này, hoàng gia cũng từng lịch mấy lần nguy cơ, nhưng là mỗi một lần, triệu tiên sinh đều so cách không bỏ. Thủ hộ lấy hoàng gia hữu kinh, vô hiểm đánh bạc qua. Cho nên hắn không nghĩ ra, vì cái gì triệu tiên sinh sẽ làm trận phản bội, đem chính mình bắt giữ đến. Triệu tiên sinh nói một câu kia về sau, hắn mới ý thức tới thời gian có chút bất thường, cuốn quýt quay đầu nhìn lại hắn ném ra bên ngoài đồ vật là một cái mặt ngoài có khắc rất nhiều kỳ quái đường cong thiết cầu vật này là hắn một lần trong lúc vô tình theo phụ cận trong núi tìm được đấy tổng cộng có ba miếng đây là cuối cùng một cái rồi trước đó hai cái hắn tất cả đều dùng đến giải quyết không có khả năng chiến thắng địch nhân hắn một người trong chính là hắn trong lúc vô tình đắc tội một người tam phẩm hiện thánh sơ kỳ Tên kia tuyệt đối không nghĩ tới nhỏ nhỏ xích kim xuyên bên trong, còn cất giấu có thể tổn thương đồ đạc của mình. Tại chỗ bị đột ngột phấn thân toái cốt, mà Hoàng Thiên Kha mặc dù nhanh chóng né tránh, cũng như cũ, bị đáng sợ kia bạo nổ lực lượng, chấn được trọng thương, nghỉ ngơi 4 tháng. Chương 55, Trêu đùa, thượng. Vật kia một khi kết phá, ném sau khi ra ngoài lập tức bạo tạc nổ tung, nhưng là lúc này đây, chính mình cùng triệu tiên sinh làm trễ nãi thời gian dài như vậy. Lẽ ra sớm nên nổ tung mới đúng. Hoàng Thiên Kha nhìn lại, khiếp sợ tột đỉnh. Hắn cái kia khỏa thiết cầu bị một luồng kỳ dị hào quang bao trùm. Hào quang nhìn như đơn bạc là không gì phá nổi. Thiết cầu kích phát về sau chấn được nổ tung, nhưng là bạo tạc nổ tung lực lượng lại bị tầng kia hào quang một mực mà hạn chế ở. Trí mạng bạo tạc nổ tung, giờ phút này lại như là phóng ra một cái xinh đẹp pháo hoa. Sau một lát, bào tạc nổ tung sở hữu tất cả uy lực đều chôn vùi ở đằng kia, một luồng hào quang bên trong. Hắn chứng kiến hồng vũ sau lưng một người lão già, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Cái kia một luồng hào quang bị hắn thu trở về. Hoàng Thiên Kha trợn mắt há hóc mồm, thứ này thần thụ của hắn, dùng để nổ chết qua tam phẩm hiện thánh. Nhưng là ở lão giả này, trước mặt lại như là một đứa bé con món đồ chơi thông thường cái này già xem rốt cuộc là cái gì cảnh giới hoàng thiên kha cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng đã tưởng tượng không đi ra rồi triệu tiên sinh đem hoàng thiên kha vớt trên mặt đất vang dội quỳ xuống lễ bái tiểu nhân triệu việt bái kiến tiền bối hoàng thiên kha to gan lớn mật mạo phạm tiền bối oai vũ tiểu nhân đã kinh đem bắt giữ hắn mặc cho tiền bối xử lý Xích Kim Xuyên Hoàng Gia chính là một phương bá chủ. Có điều, ở đây cái tiền bối trước mặt chỉ là một đám gà đất chó kiển. Tiểu nhân đối với Hoàng Gia sự tình, phi thường tin tường, như có cần, tiểu nhân nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Hồng dần thấp giọng hỏi thăm, thiếu gia, Hồng Vũ có chút sững sờ, không phải là bị cái kia kiện cổ quái vũ khí bào tạc nổ tung bị hù, mà là vì cái kia kiện vũ khí bào tạc nổ tung đồng thời thất tịch kiếm linh thanh âm ở đây trong ống hắn vang lên mang theo một tia hưng phấn thiếu niên lan đây là phượng cửu tiêu tiểu thiên lui ở đây hiên viên cổ triều phi thường trứ danh duy nhất một lần huyền binh phượng cửu tiêu cái kia tòa bảo khố cần phải ngay tại phụ cận cái này thật sự lạ đà phá thiên hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu hồng dần hỏi một câu hồng vũ phục hồi lại tinh thần xem trên mặt đất Hoàng Thiên Kha, dẫn đi, cực kỳ chiêu đãi một phen. Tô Tam u ám cười cười, thiếu gia yên tâm, chờ ta chiêu đãi qua đi, cam đoan lại để cho hắn mẹ ruột đều nhận không ra là hắn. Hoàng Thiên Kha điên rồi một loại kêu to, các ngươi là người nào, ta là xích kim xuyên địa đầu xạ các ngươi sẽ phải hối hận. Tô Tam đi lên một cước đem hắn miệng đầy răng đạp mất. Thiếu gia nhà ta là Hồng Vũ. Ở đây Vũ Đô thời điểm Hồng Khê vốn mong ngựa nói thiếu gia hiện tại, tên tuổi đã có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm. Cũng không phải khoa trương, mặc dù là ở đây, xích kim xuyên nghèo như vậy, hiểu lánh xa thành phố nhưỡng. Vừa nghe nói Hồng Vũ tên tuổi, Hoàng Thiên Kha cũng sẽ biết triệt để choáng ván. Sớm biết như vậy là hắn, chính mình làm sao có thể, còn có tranh cường háo thắng chi tâm. Thành thành thật thật, chịu nhận lỗi theo nhị đệ trên người tháo xuống một đầu cánh tay hoặc là chân. Nói không chừng là có thể lấy được phụ thiếu gia thông cảm rồi. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã xong, đã xong. Hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì rất giản nghĩa khí triệu tiên sinh sẽ làm trận đào ngũ, không hề khí tí triệt để đầu nhập vào đối phương. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ biết không chút do dự làm như vậy. Hoàng Thiên Kha bị Tô Tam dẫn đi, Hồng Vũ nhìn trên mặt đất quỳ triệu Việt Liếng lộ ra có chút không kiên nhẫn. Ngươi đối với hoàng gia sự tình rất rõ ràng, nói cho ta một chút vì cái gì, ta chỉ là tới tìm ngươi, ngươi hoàng gia lại điên rồi, một loại tìm tới ta. Triệu Việt đem nội tình nói, Hồng Vũ vô cùng phiền chán loại chuyện này. Hoàng gia những cái kia ngu xuẩn, chính mình muốn chết. Triệu Việt cuối người cúi đầu, vâng, tuân theo thiếu gia ý tứ bọn họ đều chết chắc rồi. Hồng Vũ không khỏi nhìn Triệu Việt lý, cái này người ngược lại là rất có tiền đồ. Triệu Việt thật giống như không có cảm nhận được Hồng Vũ ánh mắt, nằm rạp trên mặt đất xin chỉ thị, thiếu gia, hoàng gia tài sản không nhỏ. Hồng Vũ trong nội tâm hơi động một chút, xích kim xuyên có nhiều linh dược, mà hoàng gia cầm giữ lấy xích kim xuyên, chính thành dược liệu giao dịch. Hắn nhẹ gật đầu, đi trước hoàng gia nhìn xem ngoài khách sạn, xích kim xuyên mọi người đều đang đợi lấy trong con mắt của bọn họ. Hào Cường, Hoàng Thiên Kha, chiến thắng trở về mà về. Kết quả, Tô Tam đi ra đem một cái bị, đánh được không thành hình người. Gia hỏa bới ra cởi hết quần áo treo lên đi. Mọi người một hồi lâu mới phân biệt ra được đến là Hoàng Thiên Kha. Người vây xem loạt thoáng cái nổ, Hoàng Thiên Tú càng là hưng phấn, nhảy lên cao ba trượng vùng phải lấy nắm đấm gào thét. Tốt! Đại bộ phận xích kim xuyên người vẫn còn có chút thỏ tử hồ bi đấy. Lại không ai dám đi trêu chọc Hoàng Thiên Tú mà mọi người có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hoàng Thiên Kha như vậy, dữ dội người như thế nào ván cục như vậy vô thành vô tức trở thành bại binh chi tướng. Đại gia! Hoàng Thiên Kha mang đến 200 huynh đệ cùng một chỗ gào thét, hai mắt đỏ lên. Trang Trạch đứng ở đây cửa ra vào, giữ tợn nở nụ cười một tiếng. Tam phẩm hiện thánh sơ kỳ khí thế cường đại, không hề giữ lại bạo phát đi ra. Mà hắn so cái khác, tam phẩm hiện thánh sơ kỳ, đáng sợ hơn địa phương ở chỗ. Hắn sát khí trên người, ngưng kết đã có chút sền sệt cảm nhận rồi. Cái này một bọc phá, cái kia 200 số huynh đệ, lập tức tốt muốn đã gặp quỷ một loại, sợ tới mức nguyên một đám cầm như hến một hồi lâu không biết là ai dẫn đầu ngao một tiếng trách gọi quay đầu bỏ chạy những người còn lại lập tức làm chim thú tán sợ chạy trốn chậm cái kia đáng sợ sát thần, không lưu tình chúng nào đem đầu của bọn hắn lưu lại tô tam ta với ngươi nói cái này hai trăm người cũng đều là tốt tài liệu ngươi đi bắt mấy cái trở về ta cam đoan cho ngươi kỹ thuật giết người xảo tăng lên một cái cấp bậc tô tam chạy đi liền đi cùng sát nhân cùng ma thật sự không có biện pháp trao đổi. Trong khách sạn dũng mãnh tiến ra một đám người, triệu việt ở đây phía trước nhất dẫn đường, hồng phủ ở chính giữa, 18 võ cơ cùng quan lăng vần quanh tả hữu, chi đội ngũ này, đại quy mô hướng hoàng phủ mà đi, chung quanh mọi người nhao nhao né tránh, sợ như rắn rết. Hoàng thiên tú hưng phấn không thôi, tiểu mũi, tiểu mũi được cứu trợ rồi, rốt cuộc không cần lo lắng hoàng gia người rồi. Hoàng Thiên Lan cũng hiểu được, trên người gông xiền diện hết, nhưng là trên trán như cũ có chút sầu khổ, hóa bất khai. Hoàng Thiên Tú mặc dù nhìn thấy, nhưng có chút khó hiểu. Tiểu muội làm sao vậy? Hoàng Thiên Lan nhìn xem đi xa hồng vỗ bọn người, không nói gì. Hoàng Thiên Tú vỗ đầu một cái, ta thiếu chúng nữa đều đã quên, đi sói, đã đến hổ, những người này cũng đã tới nhà. Không được, hiện tại liền đi, nhanh. Tiểu muội thừa dịp bọn họ còn không có triệt để khống chế xích kim xuyên. Hoàng phủ đã rối loạn, trước đó trốn về đến cái kia, hai trăm trong đám người, cũng có một ít cơ linh đấy, chạy đến nửa đường liền kịp phản ứng. Hoàng gia đã xong, nhưng là hoàng phủ bên trong cái kia chút ít trần bạo của cải, đều là hàng thật giá thật, còn tại đó đấy. Đem làm hồng phủ bọn họ đuổi tới thời điểm, toàn bộ hồng phủ bên trong, khắp nơi đều là phá phách cướp bóc lướt tên côn đồ, xen lẫn một ít già yếu phụ nữ và trẻ em, tiếng la khóc, hồng phụ nhướng mày, tô tam, thanh lý thoáng một phát, vâng. Hắn lập tức dẫn người giết đi vào, sau một lát, hơn 20 tên côn đồ bị bắt chặt mang đi ra. Thiếu gia, đều bắt được, không có một cá nào chạy trốn. Đây là theo trên người bọn họ tìm ra đến đồ vật. Chỉ là một ít ngân lượng đồ trang sức, cùng quý trận đồ cổ. Hồng Vũ khoái tay chặn lại. Trang Trạch, những người này cho ngươi rồi. Trang Trạch mắt sáng rực lên. Tô Tam tranh thủ thời gian trốn xa điểm, sợ lại bị Trang Trạch nắm chặt tiến hành, dạy học. Triệu Vì tiến lên phía trước nói, Thiếu gia, Hoàng Thiên Kha bảo khố vị trí ta biết rõ, xin mời đi theo ta. Hoàng Thiên Kha tại hậu viện, xây xong một tòa thạch tháp, bảo khố ngay tại thạch đỉnh tháp bên trên. Diện tích mặc dù không lớn, nhưng là Hồng Vũ sau khi đi vào, còn là nho nhỏ ngoài ý muốn một bả. Hoàng Thiên Kha chỉ là một cái ngũ phẩm nguyên định, gia tộc trong bảo khố. Rõ ràng sưu tầm có năm gốc nhất phẩm, chỉ tôm linh dừa. Trừ lần đó ra, còn có tam phẩm đã ngoài linh dược, 60 gốc, cùng với một ít ở chung quanh trong núi rừng, phát hiện khoáng thạch. Hoàng thủ tài liệu ngược lại là không nhiều lắm. Tại đây, người hái thuốc võ đạo tu vị đều quá bình thường. Gặp gỡ đẳng cấp cao hoang thú, chỉ có một con đường chết. Có được nhiều như vậy lên dược, nhưng là hoàng gia huynh đệ tu vị lại vô cùng thê thảm. Nhưng thấy bọn họ hoặc là tư chất thật sự quá kém, hoặc là bản thân rất bất dụng tâm. Hồng Phủ đem những cái này, linh dược toàn bộ lấy đi, xuống dưới về sau ở đây, hoàng gia tránh đường bên trong ngồi vào chỗ của mình, phân phó một tiếng, đem Hoàng Thiên Kha khu vực tới. Ước chừng một nén nhang thời gian, Hoàng Thiên Kha bị người kéo tiến đến. Không cần Hồng Phủ phân phó, Tô Tam dùng một thùng lạnh buốt nước giếng, đem hắn dội tỉnh, đạp một cước nói, thiếu gia nhà ta có chuyện hỏi ngươi. Hoàng Thiên Kha phi một tiếng nói ra một bốn máu bò. Ngươi muốn biết cái gì? Chỉ sợ đối với ngươi rất trọng yếu. Lão tử tuyệt đối không thể có thể nói cho ngươi biết. Hồng Phủ nhàn nhạt phân phó một câu đem bọn họ đều mang vào đến. Trang trạch sau khi ra ngoài một lát, đi vội vàng một đám nữ tử cùng hài tử tiến đến. Cha! Lão gia! Một hồi thê thảm la lên thanh âm, Hồng Vũ khẽ nhấc tay một cái. Trang trạch trên người sát khí bỗng nhiên bộc phát. Cái kia phụ nữ và trẻ em, tất cả đều bị sợ tới mức, sắc mặt phát tím. Một tiếng cũng không dám cổ họng. Đây là của ngươi vợ con. Ta hỏi một lần, Ngươi không nói ta liền giết một người. Hai lần không nói ta liền giết hai cái. Tốt rồi, hiện tại ta bắt đầu hỏi ngươi. Cái loại này thiết cầu, ngươi là từ đâu lấy được? Trang trạch lạnh lùng cười cười. Trong tay là mão thuật thông thường xuất hiện một thanh lưỡi dao sắc bén, chỉ vào một nữ tử yến hầu bên trên. Trên người hắn cái loại này sát khí, lại để cho người không chút nào hoài nghi. Chỉ cần hồng vũ ra lệnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ lập tức sát nhân. Hoàng Thiên Kha vừa mới một do dự, Hồng Vũ đã gọn gàng mà linh hoạt phân phó. Giếng một, không muốn. Hoàng Thiên Kha lập tức hô to, không muốn, tha bọn họ, ta cái gì đều nói. Hồng Vũ khoát tay chặn lại, trang trạch lại đem những người kia dẫn đi, mà hắn từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh vô cùng. Tự hồ chỉ là làm một kiện hào, không thể làm chung sự tình. Tại đây dạng một hồi đỏ sức bên trong, Hoàng Thiên Kha vẫn là thua. Hắn nếu như cắn chết không nói, Hồng Vũ cũng không có khả năng thật sự giết những cái kia, không hề phản kháng phụ nữ và trẻ em. Cũng may, Hồng Vũ có trang trạch, dọa cũng có thể đem người hù chết. Nói đi, Hồng Vũ ngồi ở đây cái ghế của mình lên, thay đổi một cái thoải mái một ít tư thế. Vật kia vốn có ba cái, là ta ở đây ô nhà núi vách núi phía dưới, nhặt được đấy. Trước đó dùng xong hai cái, đó là cuối cùng một cái. Hồng Vũ phân phó, dẫn đường, chương 55, treo đùa, hạ. Ô nhà sơn ở xích kim xuyên phương Tây Nam hướng, vô cùng như tới gần mẫu hà hoang lam mang. Ở xích kim xuyên, tất cả hái thú mắt người trung, nơi đó cũng là vô cùng nguy hiểm giải đất. Trừ phi có người dùng nhiều tiền cầu sinh, cấu nơi đó sản xuất lên dược, nếu không, bọn họ tuyệt không nguyện ý tiến vào ô nha sơn bất quá ở hái thuốc mắt người trong đích cực độ nguy hiểm ô nha sơn trên thực tế hoàng thú chia đều cấp bậc ở ngũ phẩm chừng đối với phủ thiếu gia cùng thủ hạ mà nói nơi này cùng hồng phủ hậu hoa viên không có gì khác nhau đoàn người ra khỏi xích kim xuyên sẽ tới nửa cố kỵ cái gì thả ra hoàng thú cuồng chạy đi dẫn đường triệu việt cùng hoàng thiên kha lại một lần nữa há hóc mồm lúc nào ra mắt loại này trận chiến ở sơn giả rừng hoang trong lúc hoàng thú có thiên nhiên ưu thế tốc độ so sánh với chạy như điên chiến mã nhanh hơn hơn nữa cái gì dãy núi khe rảnh đối với chúng mà nói cũng không phải là trở ngại không cần nhiễu được chạy vội liễu gần nửa cái canh giờ phía trước trang trạch trong mắt tình hoàng chợt lóe giơ tay lên khoa tay múa chân liễu một ra dấu tay bốn gã minh đạo tử sĩ thoát khỏi đại đội hướng một cái phương hướng tìm hành đi qua hồng vũ hỏi một câu chuyện gì xảy ra mới vừa rồi phía trước có người nhanh chóng vào trong một rừng cây không biết có phải hay không là nhằm vào chúng ta ta làm cho người ta đi qua nhìn một chút hồng vũ gật đầu đội ngũ hơi thay đổi một chút phương hướng vòng tròn tiếp tục đi tới hoàng thiên tú không ngừng kêu khổ sớm biết không hướng cái phương hướng này chạy còn không bằng đi nam việt quận đâu không nghĩ tới bọn họ thậm chí có hoang thú cưỡi ngựa, nhanh như vậy tự đuổi theo tới. Sở dĩ lựa chọn cái phương hướng này chạy trốn là Hoàng Thiên Lan chú ý. Nàng đoán chừng Hồng Vũ ở Đại Hạ trong Vương Triều có đáng sợ quyền thế. Nếu như mình ở trong thành thị cuộc sống, hắn vận dụng quan phủ lực lượng, tìm được mình cũng không khó khăn. Cho nên, hai tỷ muội người quyết định vào núi, mặc dù gian khổ một chút nhưng là an toàn cho nên từ hướng nguy hiểm ô nha sơn đi nhưng là ai cũng không nghĩ tới hồng vũ lại sau đó đuổi theo tới hơn nữa nhanh như vậy tự đuổi theo liễu hoàng thiên tú cắn răng một cái Tỉ muội sau này ngươi muốn mình chiếu cố mình giải ngươi nói nhăn gì đó ngươi đừng đoán mò ta sẽ không để cho một mình ngươi lưu lại hoàng thiên tú còn muốn nói nữa hai tỷ muội người chung quanh bỗng nhiên xuất hiện bốn người đem bốn phương tám hướng vững vàng bảo vệ cho, làm cho các nàng căn bản không đường có thể trốn. Hoàng Thiên Tú tỉ muội bị trói gô với xuống liễu, hồng phụ trước mặt thời điểm, Tỷ Tỷ chửi ầm lên, giếng ngàn đau giam tạc, lão nương thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, có cái gì hướng về phía lão nương, không cho phép ngươi đụng muội muội của ta. Hồng phụ nhíu mày, thật sự của hắn rất thượng thức Hoàng Thiên Tú đối với muội muội bảo vệ nhưng lời này không có nghĩa là của hắn sẽ không để ý Hoàng Thiên Tú như vậy, nhục mạ mình. Vũ thiếu gia ác thú vị lại nổi lên, con ngươi chuyển động, tại chính mình chính là thủ hạ trong quét một vòng, định ở tô tam trên người. Đại hán rau quai nón có một tú khí tên, cùng với chi tương phản khổng lồ cuồng thú ngoại hình. Hướng về phía ngươi tới, Hồng Vũ cổ quái cười một tiếng, Hoàng Thiên Tú một run run nhưng như cũ mạnh miệng, đúng, ngươi thả mùi mùi của ta. Hồng Vũ sờ sờ càm, Tô Tam, nữ nhân này thiếu gia ta thưởng cho ngươi, ngươi không phải là tù thích cái này loại không? Tô Tam thoáng cái há hóc mồm, xem một chút gì vậy. Hồng Vũ cho hắn một cái ánh mắt, Tô Tam yên lặng rơi lệ, sau đó xoay người sang chỗ khác, xem ra vốn là cũng rất dọa người trên mặt, lộ ra một tia cười dâm đảng. Sau đó, xoa xoa tay liếm mồi triều hoàng thiên tú đi tới. Đa tạ thiếu gia, ta liền thấy loại này cương cường tử nương môn. Lúc này mới có ý tứ, quá hàng phục một chút cũng không tốt chơi. Ta xem nơi này phong thủy không tệ, thích hợp mạnh mẽ sinh hoạt vợ chồng. Các ngươi phải đi bên cạnh rừng cây giải quyết sao? Bọn chúng ta ngư một lát, nửa canh giờ có đủ hay không? Tô Tam, sắc hiếp mắt hiếp mắt, nhìn hoàng thiên tú. Thiếu gia, như vậy cực phẩm liệt mã, nửa canh giờ làm sao đủ, lúc đầu cũng muốn hai canh giờ. Hoàng Thiên Tú đã bắt đầu phát rung, nhìn triều mình ép tới được Tô Tam. Trong mắt cây cũ đã tất cả đều biến thành sợ hãi. Người, người, ta đây sao mập, người cũng thích. Ta liền thích đầy đặn, trên người thịt bốc lên tới mới có cảm giác. Hoàng Thiên Tú chẳng qua là đầy đặn một chút mà thôi, tuyệt đối không tính là mập nếu như không có muội muội ở một bên đối lập, nàng coi như là trung thượng chi tư. Hoàng Thiên Lan xấu hổ và giận dữ muốn chết, cắn răng đứng ra nói, Ngươi, ngươi đừng để cho hắn khi dễ tỷ tỷ ta liễu, ngươi muốn thế nào, ta hàng phục ngươi chính là liễu. Vậy cũng không được, các ngươi tỷ muội một cũng chạy không thoát. Hồng Vũ hát hát cười, rất giống là một đầu sắc ma. Hoàng Thiên Lan tỉ muội bi phẫn muốn chết. Sắc ma, chúng ta chết cũng không tự. Được rồi, đừng đùa, nhìn đem cô nương nhà người ta bị làm cho sợ đến như vậy rồi. Trang hàng nhìn không được liễu, đi tới phun tay lên, vỏ khí lóe lên, sắc bén như đau. Hai nàng trên người dây thường tất cả đều chặt đứt. Hoàng thiên lan tỉ muội có chút phán mộng. Chuyện gì xảy ra? Tô Tàm ngượng ngùng cười lui về phía sau. Người tất cả cũng nhìn thấy là thiếu gia chủ ý. Chuyện không liên quan đến ta. Trang Hàng quay đầu lại trợn mắt nhìn Hồng Vũ một cái, cũng chỉ biết làm chuyện xấu. Hồng Vũ cũng ủy khuất, ta nhưng là chánh nhân quân tử, bằng không các người còn có thể đến hiện tại cũng là tấm thân xử nữ. Nhưng các nàng nhưng cảm giác, cảm thấy ta là sát lan, bổn thiếu gia lúc nào bị quá loại này ủy khuất. Bao gồm Trang Hàng cùng quan Lăng ở bên trong, các nữ hài tử cùng nhau đỏ mặt, thối Hồng Vũ một ngụm, thiếu gia, miệng không có nói được lời hay. Hoàng Thiên Lan tỉ muội cũng là kinh ngạc, nhìn Hồng Vũ, tự hồ có chúng hiểu. Hoàng Thiên Tú có chúng thật không dám tin tưởng. Ngươi, ngươi, ngươi không phải là vì muội muội của ta tới. Hồng Vũ căm Tấn nói, ngươi nhìn ta bên cạnh những cô gái này, ngươi không thể so với muội muội ngươi xinh đẹp có khí chất. Ta đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Đại lão xa chạy đến xích kim xuyên, loại này địa phương quỷ quái tìm nữ nhân, Hoàng Thiên Tú tỉ mùi đỏ mặt lên. Kia, vậy ngươi tới làm gì? Vốn là có một số việc, bất quá hiện tại không cần. Hắn nhìn Hoàng Thiên Tú một cái, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Từ lão quân đào tôn nơi đó, truyền tới cái kia một phần trí nhớ bị xúc động, liên tưởng đến liễu một ít đồ vật. Hắn nhìn Hoàng Thiên Lan, hỏi, tại sao ngươi là quản dương quận nổi danh nhất hai thú người? Hoàng Thiên Lan mình cũng có chút mê man ta cũng vậy không biết. Thật giống như ta đối với linh dược trời xanh nhạy cảm. Chỉ cần cảnh vật chung quanh trong có linh dược tồn tại, ta liền có thể cảm giác được. Hồng Phủ gật đầu, âm thầm than thở. Xem ra không sai, thảo mộc linh thể. Loại này linh thể đối với cỏ cây chi tinh tồn tại vô cùng nhạy cảm. Linh dược coi như là cỏ cây chi tinh một loại, càng cao cấp, nàng sẽ càng nhạy cảm khó trách sẽ trở thành vì nổi tiếng nhất hải thú người. Bất quá cái thế giới này, không có thảo mộc linh thể này vừa nói. Dùng cái thế giới này, ánh mắt đến xem, đó chính là thiên tư hơn người. Nhưng là hoàng thiên lan tỉ muội cảnh giới cũng không cao, vậy cũng chỉ có một cái giải thích. Các nàng tu luyện công pháp cũng không thích hợp. Hắn vẫy tay một cái, hai người các người tỉ muội tu luyện chính là cái gì công pháp? hai tỷ muội có chút do dự, bất quá rất nhanh cũng là suy nghĩ cẩn thận liễu. Hồng Vũ ham các nàng công pháp cái này suy đoán, so sánh với Hồng Vũ, ham muội muội sắc đẹp, còn không kháo phổ, là gia truyền một loại ngũ phẩm công pháp, hỏa uyên quyết. Hồng Vũ cũng hiểu, thảo mộc linh thể đi tu luyện hỏa hệ công pháp, nhất định là làm nhiều công ích. Hắn suy nghĩ một chút, nói, bộ công pháp kia cũng không thích hợp các ngươi, nếu như các người nguyện ý có thể gia nhập hồng gia ta sẽ cho các người cung cấp thích hợp công pháp cùng với tu luyện cần có tài nguyên tư chất của các người cũng không sai hẳn là rất nhanh là có thể trở thành võ đạo cường giả hoàng thiên tú nhớ thời cảnh giác vậy ngươi muốn được cái gì hồng vũ cười nhẹ nữ nhân này hiển nhiên bởi vì này chút ít năm kinh nghiệm đưa đến phòng bị quá nặng không phải là ta nghĩ muốn được cái gì là hồng gia cần nhận được các ngươi trung thành hoàng thiên tú nhìn một chút muội muội hỏi hồng vũ nói có thể hay không cho chúng ta thương lượng một chút có thể hoàng thiên tú lôi kéo muội muội đi tới vừa trong rừng cây hồng vũ bọn họ ở bên ngoài chờ hỏa vân cơ con ngươi đã quanh chuyển tự tiếu phi tiếu ngó chân hồng vũ thiếu gia khẩu thị tam phi hồng vũ không rõ cái gì hỏa vân cơ cười hì hì Ngươi rõ ràng là coi trọng người ta mùi mũi liễu, ưng thuận liễu lớn như vậy chỗ tốt. Người ta lý nhìn thấu ngươi. Hồng Vũ dở khóc dở cười. Điều này làm cho hắn lại nghĩ tới vân tư nhạn. Hắn một tiếng cảm thán làm thiếu gia cũng có loại này chỗ xấu. Hơi chút đối với người cô bé khá hơn một chút, lập tức sẽ có các loại suy đoán. Hoàng Thiên Tú tỉ muội cũng không có thương lượng quá lâu. Đi ra sao? hoàng thiên lan triều chọc một chút trên trán mái tóc nói chúng ta đáp ứng cái kết quả này không ngoài sở liệu hơn nữa hai tỷ muội không có bất kỳ điều kiện các nàng mặc dù sinh trưởng ở xích kim xuyên cái này địa phương nhỏ lại cũng không đại biểu các nàng tù thật u mê không biết hồng Vũ thực lực mạnh như thế nào dựa vào thượng như vậy một thế lực chỗ tốt những điều này là do không cần nói cũng biết Hoàng Thiên Lan cũng không có người yêu. Nếu có, nàng có lẽ còn có thể cự tuyệt như vậy một đề nghị mà Hồng Vũ so với Hoàng Thiên Viễn cảm giác tốt nhiều lắm. Cho dù là hắn thật có cái gì ý nghĩ, Hoàng Thiên Lan cũng sẽ không giống đối với Hoàng Thiên Viễn như vậy, kháng cự. Hồng Vũ phun tay lên, tiếp tục lên đường. Tô Tam ở phía trước nhất, trong tay nắm một cây mảnh dây xích sắt, dây xích sắt một đầu khác buộc ở Hoàng Thiên Kha trên cổ từng xích kim xuyên bá chủ, hôm nay thê thảm hề hề, cả người là đã thương, một con chó giống nhau bị đuổi, mà hắn từng dựa vào, tứ phẩm thông pháp trung kỳ triệu Việt. Lúc này tiểu tâm dựt dựt đi theo ở trang trạch bên cạnh, thậm chí ngay cả nhích tới gần hồng vũ tư chất cách cũng không có. Hoàng Thiên Kha mặc dù thật sự ô nhà sơn vách đá hạ nhận được những thứ kia tiểu thiên lôi, nhưng là trên thực tế hắn đi ô nhà sơn mấy lần, xa không có hoàng thiên lan nhiều vì vậy hoàng thiên lan dẫn đường mọi người tốc độ vừa nhanh liễu một chút hai ngày thời gian tự chạy tới ô nha sơn mà một đoạn đường trình vốn là cần sáu ngày ô nha sơn vô cùng hiểm trở vách đá rất nhiều hoàng thiên kha bằng vào trí nhớ tìm đi qua này tòa vách đá ở ô nha sơn chỗ sâu trên đường có vài nơi hoang thú xào huyệt một loại hai thú người tuyệt đối sẽ không xâm nhập cả chỗ kia hoàng thiên kha năm đó cũng là bởi vì lạc đường trong lúc vô tình sờ qua đi mà dọc theo đường đi hồng vũ căn bản không cần đi quản những thứ kia hoang thú có lăng thiên thần hủy ở hơi thở buông thả cái gì hoang thú cũng chạy trối chết liễu hồng vũ ở bình yên ngồi ở lăng thiên thần hủy đích lưng thượng đi tới chỗ ngồi này vết đá phía dưới chính là chỗ đó ta năm đó hay là tại nơi đó nhìn thấy ba miếng thiết cầu Hoàng Thiên Kha giơ tay lên một ngón tay, vách đá dưới có một hố sâu, chung quanh rơi lạ tả vô số đá vụn, trên xuống vách đá một góc tựa hồ có chút tổn hại, thoạt nhìn là nham thạch sụp đổ, té đạp vào trong sân cốc. Tô Tam dẫn hắn đi qua xem một chút. Chương 56: Công bình xưởng thượng Tô Tam xua đuổi lấy Hoàng Thiên Kha đi tới, kiểm tra xác nhận không có gì nguy hiểm sâu. Hồng Vũ mới tự mình đi qua. Bể tan tành nham thạch ở người bình thường, trong mắt nhìn không ra cái gì dị thường. Nhưng là Hồng Vũ trong đầu, nhưng dần dần buộc vòng quanh tới đây, chút ít bể tan tành nham thạch, từ trên vách núi té lúc trước vốn là bộ dạng. Bọn họ hợp thành một khối lớn, ở giữa bộ vị có một chút ao hãm. Nói vậy kia ba miếng tiểu thiên lôi chính là giấu ở cái kia bộ vị. Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn vách đá. Chúng ta đi tới. Trong sơn cốc không có gì đầu mối liễu, nhưng là này vách đá muốn lên đi cũng không dễ dàng. Vách đá cao mấy ngàn trượng, thẳng từ trên xuống dưới, hết sức bóng loáng. Bốn phía ngọn núi cũng rất hiểm trở, muốn leo đi lên cũng không dễ dàng. Hồng Thân nói, chúng ta mang thiếu gia đi tới, trang trạch các người ở dưới mặt chợ. Dạ, Hồng thân cùng hồng dần mang theo hồng vũ bay lên trời, võ khí lưu chuyển, quan hoa bốn phía. Hồng vũ nói, xem trước một chút chung quanh địa hình. Hai người cho nên không có lập tức đi vách đá thượng, mà là lên tới trên bầu trời. Hồng vũ quan sát đại địa, nơi này địa hình cùng thất tịch kiếm linh cho hắn có chút biến hóa, nhưng là đại khái thượng vẫn có thể đủ đối ứng. Thất tịch kiếm linh thanh âm cũng ở đây lúc vang lên, hẳn là không sai, chính là trong chỗ này liễu. Hồng Vũ trong lòng kiên định liễu, thân thúc dần thúc, chúng ta đi xuống đi. Vách đá thường thiếu một ít đồng nham thạch, không biết là thiên lôi đánh trúng hay là bên trong tiểu thiên lôi nổ tung đưa đến. Phía dưới lộ ra một vô cùng hẹp hòi cửa động, đen ngờm có chút dọa người. Hồng dần tiến lên, dùng bát thú hồng lưu đao, đem cửa động mở rộng, nói đủ để dung nạp một người đi vào sau đó khóa tay một đoàn vỏ khí, tia sáng bay vào đi, đem bên trong chiếu sáng. Bên trong là một rộng rãi thạch thất, trống rỗng không có gì đồ. Dù vậy, hồng thân cùng hồng dần cũng là như lâm đại định, một trước một sau, bảo vệ hồng dần đi vào. Này đang lúc thạch thất, hẳn là cả bão khố dập theo bộ phận, bên trong để từng chích quan tài. Quan tài cũng là dùng nào đó rất đặc thù, kim khí chế thành, kinh nghiệm liễu nhiều năm như vậy tú cát cũng không rõ ràng mở ra quan tài bên trong bị chia làm mọi người tiểu cách so sánh với năm đó tiểu thiên lôi chính là được lưu giữ trong những thứ này trong rương chỉ bớt quá hiện tại quan tài đã toàn bộ vô ích liễu hoàng thiên kha cái kia ba miếng rất có thể là này đang lúc trong thạch thất còn dư lại cuối cùng ba tiểu thiên lôi không cần vỏ khí kích thích tùy tiện làm sao đập cũng sẽ không nổ tung. Từ trên vách núi rơi xuống, đi cũng không còn chuyện. Hồng Vũ đếm một chút, những thứ kia quan tài, đại khái tính ra một chút, chẳng qua là hắn trước mắt, nhìn qua này đang lúc thạch thất, là có thể tồn phóng ba nghìn mai, tiểu thiên lui. Cái kết quả này để cho hắn có chút chắc lưỡi hết hà. Thất tịch, năm đó Phượng Củ Tiêu thật có thể sản xuất ra nhiều như vậy tiểu thiên lui thất tịch kiếm lên rất bình tĩnh nói cho hắn biết. Ngươi cho rằng thần tạo sư danh hiệu là dễ dàng như vậy là có thể đạt được. Ở hiên viên cổ triều thời đại, khí sư này chức nghiệp đạt đến một hoàn toàn mớ độ cao. Giống như phượng cửu tiêu người như vậy, bằng vào sức một mình, thậm chí có thể thay đổi một cuộc đại chiến dịch thắng bại. Hồng Vũ suy nghĩ một chút, đích xác là như thế. Những thứ không nói khác, nếu như phượng cửu tiêu đêm này mấy ngàn mai, Tiểu Thiên Lôi đem ra chiến trường, cho dù là đối mặt mấy vạn đại quân, cũng có thể lập tức xác lập tuyệt đối thắng thế. Thạch thất có một cánh cửa hộ thông hướng ngoại giới, dọc theo đường đi các loại cơ quan cấm chế. Hồng Vũ có thất tịch kiếm lên chỉ điểm, tuy nhiên cũng vô kinh vô hiểm xong đi qua. Dọc theo con đường này, còn trải qua những khá vài tòa thạch thất, đoán chừng cũng là tồn phóng huyền bên thương khố, bất quá tất cả đều rộng tuếch, Hồng Vũ cũng không có cái gì thu hoạch. Dọc theo con đường này, Hồng Vũ vẫn không có hỏi. Đến nơi này, rốt cục không nhịn được. Kiếm Linh, ngươi nói Phượng Củ Tiêu xưởng có thể đại lượng sản xuất huyền binh. Điều này sao có thể? Huyền binh cần hoàng thú não tinh, làm trọng yếu bộ kiện. Mỗi một đầu hoàng thú não tinh cũng là bất đồng. Thất tịch Kiếm Linh bày ra một bộ bí hiểm bộ dạng tới. Đừng có gấp, rất nhanh ngươi sẽ hiểu. Nhìn, chúng ta đến. Hồng Vũ đi tới lối đi cuối, trước mắt nghênh đón một mảnh khổng lồ bóng tối. Hồng Thân tiến lên một bước, song trưởng đều mở, chậm rãi đẩy ra. Một mảnh sáng ngời quang mang xong về bóng tối, không ngừng ăn mòn ăn mòn bóng tối lãnh địa. Mà một mảnh kia không gian thật lớn, cũng từ từ triển lộ ở ba người trước mặt. Quang Minh tốc độ rất nhanh, nhưng là cũng suốt dùng một chiếc trà thời gian, mới đưa cả không gian chiếm lĩnh. Hồng Vũ hít sâu một hơi, hắn thấy được một mảnh già hẹp sản xuất dây chuyền sản xuất đây là một khổng lồ sơn động sợ rằng đêm trọn ngọn núi cũng lấy hết liễu hơn nữa hồng vũ ở trong đó cảm thấy một chút kỳ dị ba động tương tự với bán thần vật rồi lại có chút bất đồng ở khổng lồ sơn động dưới đấy chỉnh tề sắm hàng tổng cộng 9 con nước chảy sản xuất tuyến nhưng là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nơi này và một ít thế dây chuyền sản xuất cũng không giống nhau. Hắn đứng ở chỗ này vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng trận pháp lực lượng. Hồng dần hạ xuống đi xuống xem xét liễu một vòng. Đến nơi này không có gì trận pháp cấm chế. Này mấy cái dây chuyền sản xuất bản thân chính là lớn nhất cấm chế. Người bình thường căn bản không biết dùng như thế nào. Thiếu gia, an toàn. Hồng thân lúc này mới mang theo hồng vũ đi xuống. Nhích tới gần sau hồng vũ mới phát hiện này chính con dây chuyền sản xuất, lấy hiện tại ánh mắt đến xem, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Mặc dù đã trải qua vô tận 5 tháng, trong đó phần lớn cấu kiện cũng đã mục, chỉ còn lại kia hình dạng, thậm chí hơi chút vừa đụng sẽ hoàn toàn nát bấy. Nhưng là hồng phủ như cũ có thể nhìn ra được, trong chuyện này phần lớn cấu kiện bản thân chính là huyền binh, hơn nữa cấp bậc khá cao. Trừ lần đó ra, nơi này trận pháp rắc rối phức tạp. Hồng Vũ thậm chí còn chứng kiến liễu một chút, bịch kính không gian, lợi dụng trong đó trận pháp, có thể làm được hoàn toàn vô trần ảo cảnh. Còn có một chút, có thể làm được hoàn toàn không có trọng lực hoàn cảnh. Có thể nói, này mấy cái dây chuyền sản xuất, coi như là ở Hồng Vũ một ít thế, cũng là vô cùng cao đoan hơn nữa, không cách nào bắt chứ. Hẳn một cái, một cái nhìn đi qua, trong lòng rung động thật sâu. Năm đó, Hiền viên cổ triều nên bậc nào thịnh vượng mới có thể dựng dục ra Phần cửu tiêu nhân vật như thế. Thất tịch kiếm linh thanh âm có chút tiếc núi, phần lớn cũng hư hao liễu. Này muốn chữa trị đứng lên thật đúng là phiền toái. Thời đại kia, các ngươi hiện tại nhưng là không so được. Rất nhiều tài liệu lấy ngươi hiện tại, điều kiện khó có thể tìm được. Tính, chúng ta trước ngay tại chỗ lấy tài liệu, xem một chút có thể hay không. Đêm này chính con dây chuyền sản xuất thấu thành một cái. Hồng dần thanh âm từ vừa truyền đến. Thiếu gia, người tới xem một chút nơi này. Hồng dần đứng ở thạch bích bên cạnh. Dưới thạch bích có một phiến cổng vòm chung quanh điêu khá tinh mỹ đường vân. Theo thường lệ, hay là Hồng dần đi vào trước thăm dò, xác định không có nguy hiểm sau Hồng thân mới mang theo Hồng vũ đi vào. Này một ngọn cổng vờm phía sau, còn có một ngồi diện tích không nhỏ thạch động. Trong thạch động bố trí muốn lộ vẻ hàng sang rất nhiều, ngay chính giữa là một loại thật giống như ngọc thạch giống nhau tài liệu, điên đục mà thành một bộ cái bàn, hết sức đại khí. Hai thì bày biện hai cổ thạch dũng. Thạch dũng lớn nhỏ cùng người bình thường, không xa biệt lắm. Hơn nữa, tất cả đều mặc người khô giáp. Hồng phụ ánh mắt rơi vào này hai cổ thạch dũng thượng, không nhìn được một tiếng kinh ngạc đi tới. Thạch Dũng trên người lưng bộ khô giáp, toàn bộ cũng là huyền binh, mà hai cổ Thạch Dũng cũng là dùng đặc thù nào đó, tài liệu chế thành, tự hồ cũng có thể chống cự thời gian lực lượng. Vì vậy, này hai bộ khôi giáp cho đến ngày nay, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Hồng Phủ tiểu tâm giật giật đem một bộ khôi giáp cởi ra kiểm tra một lần, thất tịch kiếm lên thanh âm, khi hắn trong đầu vang lên. Đây là phía ngoài thứ năm, con dây chuyền sản xuất, sản xuất sản phẩm, chỉ có ngũ phẩm cấp bậc. Này chính con dây chuyền sản xuất, dựa theo các người hiện tại cấp bậc phân chia. Điều thứ nhất, có thể sản xuất thấp nhất cấp bậc cửu phẩm huyền binh. Điều thứ hai, bác phẩm. Kiếm Linh còn chưa nói hết, Hồng Vũ tự khó có thể tin hỏi. Ngươi là nói cuối cùng thứ 9 con, có thể sản xuất nhất phẩm huyền binh cả thanh nguyên lịch sử đại lục thượng chỉ sợ cũng không có vài món nhất phẩm huyền binh có thể truyền lưu đến hiện tại đích đương nhiên hơn thiếu nhưng là thất tịch kiếm linh nhưng nói cho hắn biết phường cửu tiêu này đây dây chuyền sản xuất có thể lượng sinh nhất phẩm huyền binh kiếm linh thanh âm mang theo một tia cao ngạo ngươi không nên dùng các ngươi hiện tại rơi ở phía sau ánh mắt đến đối đãi hiền viên cổ triều hồng vũ trà mặt phòng ngự tính huyền binh vô cùng thưa thớt. Ở hiện tại thanh nguyên đại lục, giá trị đồng đẳng với cao hơn tự thân một phẩm cấp, công kính hình huyền binh. Nói cách khác, ngũ phẩm cấp bậc chính là phòng ngự hình huyền binh. Giá trị thường đẳng cùng với tứ phẩm cấp bậc chính là tính công kính huyền binh, mà chỉ là một loại giá thị trường. Này hai thân khô giáp chính là đầy đủ, phòng ngự càng tốt, giá trị so với bình thường phong ngự tính huyền binh cao hơn một chút. Hồng Vũ đem bộ này, khô giáp vừa mặt trở về, sau đó đem khô giáp, cùng Thạch Dũng cùng nhau thu vào liễu, không gian của mình thiết giác trong. Không gian thiết giác một lấy ra, Hồng Vũ cũng cảm giác được, chung quanh không gian lực lượng khẽ ba động. Thất tịch kiếm lên nói, Vượng Cửu Tiêu có một thói quen, sẽ ở của mình sưởng trong bố trí một cái, không gian đầu mối. Một khi khởi động, là có thể đem trọn xưởng thu nạp cho một không gian huyền bên trong dễ dàng hắn đeo ngươi tìm một cái nếu như phát hiện lời nói không chuẩn chúng ta là có thể đem này chính còn dây chuyền sản xuất trực tiếp mang đi tốt hồng vũ đáp ứng lại bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi này bên trong thạch thất vừa xem hiểu ngay trừ bỏ bị hồng vũ lấy đi hai cổ thạch dũng ở ngoài còn có một chỉ học tủ vốn là hồng vũ không có làm sao để ý. Này một tìm lại phát hiện, học tủ lại là dùng cùng thạch dũng cùng một loại tài liệu chế thành. Hồng vũ trong lòng vui mừng, chẳng lẽ còn có thứ tốt? Hắn đem học tủ mở ra, bên trong tổng cộng 6 tầng, tuy nhiên nó chỉ có ở giữa hai tầng bày đặt đồ. Phía trên là một thanh thon dài bảo kiếm, phía dưới là một thanh dày cộm nặng nề chiến đao. Hồng Vũ mừng rỡ, lại là huyền binh này hai kiện huyền binh cấp bậc giống nhau cũng là tam phẩm dựa theo hiện tại các bậc đánh giá tính ra hạ xuống hẳn là tam phẩm trong đích bộ dáng hồng phủ cầm bảo kiếm đích tay chui nhất thời cảm giác được một cổ cường đại lực lượng ở bảo kiếm trong thức tỉnh từ hồ đã đợi đến ngàn vạn năm khát vọng quay về chiến trường xây công đứng thẳng chỉ cần hắn rút ra bảo kiếm lập tức là có thể vận dụng cổ lực lượng này sạch lan hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực thân kiếm lộ ra vỏ kiếm một phần kia chỉ có một ngón tay rộng đến hàng mang trong dâng lên một mảnh cường hãng khí thế chỉ một thoáng làm cho người ta một loại cảm giác có sóng dữ vỗ bờ có lôi mình trường không có gió lốc tịch quyển có núi lở địa phù lấp, cường đại mà kinh khủng lực lượng đập vào mặt cho sở dụng